Rèn luyện đức tính tốt cho con em mình từ khi còn bé bằng cuốn sách này. 50 bài học thú vị về phép lịch sự dành cho các bạn nhỏ. Phép lịch sự là một quy tắc tối thiểu trong cuộc sống, vì vậy hãy để con trở thành người lịch sự từ khi con bé. Bé sẽ ý thức được lịch sự rất quan trọng trong giao tiếp và ứng xử. Ngoài kiến thức về phép lịch sự cho bé, sách còn cung cấp các kiến thức về mọi điều xung quanh bé như công nghệ, học tập nhằm mục đích giúp bé phát triển về mọi mặt. Vì thế quyển sách này sẽ là một công cụ hỗ trợ ba mẹ trong hành trình dạy con. Mua ngay tại Nô Sắt nhé.